bạch thế tôn đối với năm uẩn như mộng như tiếng vang như ảnh ảo như sóng nắng như hình tượng như huyễn như hóa hoặc tăng hoặc giảm con đều không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là năm uẩn như mộng cho đến năm uẩn như hóa tên của năm uẩn như mộng vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao? Vì nghĩa của năm uẩn như mộng vân vân không có, nên tên của năm uẩn như mộng vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với viễn ly, tịch tịnh, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, dứt hết các hí luận chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ hoặc tăng hoặc giảm, con đều không biết, không đắc, như vậy sao có thể nói đây là viễn ly cho đến pháp trụ, tên của viễn ly vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ, vì sao? Vì nghĩa của viễn ly vân vân không có, nên tên của viễn ly vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với các pháp hoặc thiện hoặc chẳng thiện, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc tăng hoặc giảm vân vân, con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là các pháp thiện chẳng thiện, tên của các pháp thiện chẳng thiện vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các pháp thiện chẳng thiện vân vân không có, nên tên của các pháp thiện chẳng thiện vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với các pháp quá khứ vị lai hiện tại và đối với các pháp chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, hoặc tăng hoặc giảm, con đều không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói, đây là các pháp quá khứ, đây là các pháp chẳng phải quá khứ, vân vân Tên của pháp quá khứ và tên pháp chẳng phải quá khứ đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các pháp quá khứ và nghĩa pháp chẳng phải quá khứ không có, nên tên của pháp quá khứ và tên pháp chẳng phải quá khứ đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, những gì gọi là pháp chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, Bạch Thế Tôn, đó là pháp vô vi. Bạch Thế Tôn, pháp vô vi là pháp không sanh, không trụ, không diệt. Bạch Thế Tôn, đối với tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác và các Bồ Tát thanh văn tăng vân vân trong hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương hoặc tăng hoặc giảm con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác và các Bồ Tát thanh văn tăng vân vân trong hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương các tên như vậy đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì các nghĩa như vậy không có nên các tên như vậy đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với các pháp đã nói như trên hoặc tăng hoặc giảm con đều không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là các đại bồ tát đây là bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn đối với đại bồ tát và bát nhã ba la mật đa con đều không biết không đắc thì làm sao làm bảo con đem pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát bạch thế tôn tên các đại bồ tát và tên bát nhã ba la mật đa đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì hai nghĩa này không có nên tên hai pháp này chẳng phải không trụ chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn, các Pháp như vậy do nhân duyên hòa hợp, giả gọi là Đại Bồ Tát, giả gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hai giả danh này ở trong ẩn xứ dưới, không thể nói, cho đến ở trong 18 Pháp Phật bất cộng không thể nói, ở trong năm ẩn như mộng không thể nói, cho đến ở trong năm ẩn như hóa không thể nói, ở trong viễn ly tịch tịnh vân vân không thể nói cho đến ở trong tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác và các bồ tát thanh văn tăng vân vân trong hàng hà sa số thế giới chư phật khắp mười phương không thể nói vì sao vì các pháp nói trên tăng giảm đều không thể biết không thể đắc Bạch Thế Tôn, Năm Uẩn, vân vân nói trên, không chỗ nào có thể nói. Tên các Đại Bồ Tát và tên Bát Nhã, Ba La, Mật Đa cũng không chỗ nào có thể nói. Tên Như Mộng, vân vân như vậy, không chỗ nào có thể nói tên như hư không không chỗ nào có thể nói tên như địa thủy hòa phong không chỗ nào có thể nói tên như giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến không chỗ nào có thể nói tên như dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác như lai và các pháp kia không chỗ nào có thể nói tên thiện chẳng thiện, thường vô thường, lạc khổ ngã vô ngã, viễn ly không viễn ly, tịch tịnh không tịch tịnh vân vân, hoặc có hoặc không, đều không chỗ nào có thể nói. Tên Đại Bồ Tát và tên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không chỗ nào có thể nói. Vì sao? Vì các tên như vậy đều không trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì các nghĩa như vậy không có nên các tên như vậy đều không trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn do nương vào nghĩa này nên nói đối với pháp hoặc tăng hoặc giảm con đều không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là đại bồ tát đây là bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn đối với hai điều này hoặc nghĩa hoặc tên con không biết không đắc thì làm sao bảo con đem pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát do nhân duyên này nếu đem pháp đó dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát thì con sẽ hối hận bạch thế tôn nếu đại bồ tát khi nghe rồi đem tướng trạng như vậy giảng nói bát nhã ba la mật đa thì tâm không chìm đắm cũng không lo lắng ăn năn tâm không kinh hãi sợ sệt nên biết đại bồ tát này quyết chắc đã an trụ địa vị bất thối truyền đem vô sở trụ làm phương tiện mà trụ lại nữa bạch thế tôn các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào sắc cho đến thức không nên trụ vào nhãn xứ cho đến ý xứ, không nên trụ vào sắc xứ cho đến pháp xứ, không nên trụ vào nhãn giới cho đến ý giới, không nên trụ vào sắc giới cho đến pháp giới, không nên trụ vào nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không nên trụ vào nhãn xúc cho đến ý xúc, không nên trụ vào các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không nên trụ vào địa giới cho đến thức giới không nên trụ vào vô minh cho đến lão tử vì sao bạch thế tôn vì sắc tánh sắc là không thọ tưởng hành thức tánh thọ tưởng hành thức là không bạch thế tôn sắc này chẳng phải không sắc không của sắc này chẳng phải sắc sắc chẳng lìa không không chẳng lìa sắc sắc tức là không không tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy do nhân duyên này các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào sắc cho đến thức, cho đến lão tử, nên biết cũng như vậy. Lại nữa Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên trụ vào bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật mất cộng. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì bốn niệm trụ, tánh bốn niệm trụ là không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ này chẳng phải không của bốn niệm trụ, không của bốn niệm trụ này chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên trụ vào bốn niệm trụ, cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, cũng nên biết như vậy lại nữa bạch thế tôn các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa vì sao bạch thế tôn vì bố thí ba la mật đa tánh bố thí ba la mật đa là không bạch thế tôn bố thí ba la mật đa này chẳng phải là không của bố thí ba la mật đa không của bố thí ba la mật đa này chẳng phải bố thí ba la mật đa bố thí ba la mật đa chẳng lìa không không chẳng lìa bố thí ba la mật đa bố thí ba la mật đa tức là không không tức là bố thí ba la mật đa do nhân duyên này các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa nên biết cũng như vậy lại nữa bạch thế tôn các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào các chữ không nên trụ vào sự dẫn dắt các chữ hoặc sự dẫn dắt một lời hoặc dẫn dắt hai lời hoặc dẫn dắt nhiều lời không nên trụ vào thần thông thủ thắng vì sao bạch thế tôn vì các chữ tánh các chữ là không bạch thế tôn các chữ này chẳng phải không của các chữ không của các chữ này chẳng phải các chữ các chữ không lìa không không chẳng lìa các chữ các chữ tức là không không tức là các chữ do nhân duyên này các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào các chữ đối với dẫn dắt các chữ đưa đến thần thông thủ thắng nên biết cũng như vậy lại nữa bạch thế tôn các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào hoặc thường hoặc vô thường hoặc vui hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc không hoặc bất không hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc không viễn ly của các pháp vì sao bạch thế tôn vì thường vô thường của các pháp và tánh thường vô thường của các pháp đều là không bạch thế tôn các pháp thường vô thường này chẳng phải là không của các pháp thường vô thường không của các pháp thường vô thường này chẳng phải là các pháp thường vô thường các pháp thường vô thường chẳng lìa không không chẳng lìa các pháp thường vô thường các pháp thường vô thường tức là không không tức là các pháp thường vô thường Do nhân duyên này các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào thường hoặc vô thường của các pháp cho đến viễn ly không viễn ly của các pháp nên biết cũng như vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên trụ vào các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, thật tế. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì chân như của các pháp, tánh chân như là không, Bạch Thế Tôn chân như này chẳng phải không chân như, không chân như này chẳng phải chân như, chân như chẳng lìa không, không chẳng lìa chân như, chân như tức là không, không tức là chân như. Do nhân duyên này các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào chân như của các pháp cho đến thật tế, nên biết cũng như vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào tất cả các môn đà la ni, môn tam ma địa. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì tất cả môn đà la ni, tánh môn đà la ni là không. Bạch Thế Tôn, môn đà la ni chẳng phải không của môn đà la ni, không của môn đà la ni này chẳng phải môn đà la ni. Môn đà la ni chẳng lìa không, không chẳng lìa môn đà la ni, môn đà la ni tức là không không tức là môn đà la ni do nhân duyên này các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ tất cả môn đà la ni môn tam ma địa nên biết cũng như vậy Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, sẽ bị trói buộc, quấy nhiễu, bởi chấp có ngã, ngã sở, tâm liền trụ vào sắc, trụ vào thọ tưởng hành thức, do trụ vào các pháp này nên đối với sắc phát sanh hành động, đối với thọ tưởng hành thức phát sanh hành động, do phát sanh hành động nên không thể lãnh thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không thể tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không thể viên mãn bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không thể thành tựu trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa sẽ bị trói buộc quấy nhiễu bởi chấp có ngã ngã sở cho đến tâm liền trụ tất cả môn đà la ni, tất cả môn tam ma địa. Do trụ vào các pháp này, nên đối với tất cả môn đà la ni phát sanh hành động, đối với tất cả môn tam ma địa phát sanh hành động. Do phát sanh hành động nên không thể lãnh thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không thể tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không thể viên mãn bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không thể thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì sắc không đáng lãnh thọ, thọ tưởng hành thức không đáng lãnh thọ, sắc không đáng lãnh thọ nên chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức không đáng lãnh thọ nên chẳng phải thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc, thọ tưởng hành thức, bản tánh đều không. Bạch Thế Tôn cho đến tất cả môn Đà La Ni không đáng lãnh thọ, tất cả môn Tam Ma Địa không đáng lãnh thọ, vì tất cả môn đà la ni không đáng lãnh thọ nên chẳng phải tất cả môn đà la ni, vì tất cả môn tam ma địa không đáng lãnh thọ nên chẳng phải tất cả môn tam ma địa. Vì sao? Vì tất cả môn đà la ni và môn tam ma địa bản tánh đều không. Bạch Thế Tôn, việc lãnh thọ tu học viên mãn bát nhã ba la mật đa thâm sâu ấy cũng không đáng lãnh thọ vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không đáng lãnh thọ nên chẳng phải bát nhã ba la mật đa thâm sâu vì sao vì bản tánh không như vậy các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên dùng bản tánh không mà quán tất cả pháp khi quán như vậy tâm không có chỗ hoạt động đây gọi là đại bồ tát không lãnh thọ tam ma địa tam ma địa này vi diệu thù thắng rộng lớn vô lượng có thể tập hợp vô biên vô ngại tác dụng không cùng với tất cả thanh văn độc giác việc thành tựu trí nhất thiết trí đó cũng không đáng lãnh thọ như vậy vì trí nhất thiết trí không đáng lãnh thọ nên chẳng phải trí nhất thiết trí vì sao vì Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tán, vô tán, Pháp không bản tánh, Pháp không tự cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không bất khả đắc, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Bạch Thế Tôn trí nhất thiết trí này chẳng chấp tướng tu đắc. Vì sao? Vì các tướng chấp thủ đều là phiền não. Những tướng đó là gì? Đó là tướng sắc, tướng thọ, tướng hành thức cho đến tướng tất cả môn đà la ni, tướng tất cả môn tam ma địa. Đối với các tướng này mà chấp trước thì gọi là phiền não. Vì thế không nên chấp tướng tu đắc trí nhất thiết trí. Nếu người chấp tướng tu đắc trí nhất thiết trí thì phạm trí thắng quân, đối với trí nhất thiết trí không cần tin hiểu, những gì gọi là tướng tin hiểu đó. Nghĩa là đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, xanh lòng tin thanh tịnh, do lực thắng giải, suy lường, quan sát trí nhất thiết trí, không dùng tướng làm phương tiện, cũng không dùng chẳng phải tướng làm phương tiện, vì tướng và chẳng phải tướng đều không thể nắm giữ phạm trí thắng quân này tuy do lực sức tín giải quy y phật pháp gọi là tùy tín hành nhưng có thể nhờ bản tánh không mà ngộ nhập trí nhất thiết trí đã ngộ nhập rồi nên không chấp giữ tướng sắc không chấp giữ tướng thọ tưởng hành thức cho đến không chấp giữ tướng tất cả môn đà la ni tướng tất cả môn tam ma địa vì sao vì nhất thiết pháp tự tướng đều là không năng thủ sở thủ đều bất khả đắc vì sao như vậy phạm trí không dùng hiện quán nội đắc mà quán trí nhất thiết trí không dùng hiện quán ngoại đắc mà quán trí nhất thiết trí không dùng hiện quán nội ngoại đắc mà quán trí nhất thiết trí không dùng hiện quán vô trí đắc mà quán trí nhất thiết trí không dùng hiện quán đắc những pháp khác mà quán trí nhất thiết trí cũng không dùng hiện quán bất đắc mà quán trí nhất thiết trí vì sao vì phạm trí thắng quân này không thấy trí nhất thiết trí là bị quán, không thấy bát nhã là năng quán, không thấy người quán, không thấy chỗ y cứ để quán và không thấy lúc khởi quán phạm trí thắng quân này chẳng ở trong sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí chẳng ở ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí chẳng ở trong ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí cũng chẳng phải lìa sắc thọ tưởng hành thức quán trí nhất thiết trí cho đến chẳng phải ở trong tất cả môn đà la ni môn tam ma địa mà quán trí nhất thiết trí chẳng phải ở ngoài tất cả môn đà la ni môn tam ma địa mà quán quán trí nhất thiết trí, chẳng phải ở trong ngoài tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa mà quán trí nhất thiết trí, cũng chẳng phải địa tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa mà quán trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì hoặc là bên trong, hoặc là bên ngoài, hoặc bên trong bên ngoài, hoặc lìa bên trong bên ngoài, tất cả đều không bất khả đắc. Phạm trí thắng quân này do lìa các tướng môn như vậy nên đối với trí nhất thiết trí phát sanh lòng tin hiểu thâm sâu do tin hiểu như vậy nên đối với tất cả pháp đều không chấp trước vì thật tướng các pháp bất khả đắc như vậy phạm trí nhờ môn lìa tướng đối với trí nhất thiết trí được tin hiểu rồi đối với tất cả pháp đều không chấp tướng cũng không tư duy các pháp vô tướng vì pháp tướng vô tướng đều bất khả đắc như vậy, phạm trí do lực thắng giải đối với tất cả pháp không lấy không bỏ, vì trong pháp thật tướng không có lấy bỏ. Bây giờ, phạm trí đó với sự tự tin hiểu của mình, cho đến niết bàn cũng không chấp trước. Vì sao? Vì bản tánh, tất cả pháp đều không, không thể nắm giữ. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, chứng đắc bát nhã ba la mật đa cũng lạ như vậy. Đối với tất cả pháp không có sự chấp trước nên có thể từ bờ này đến bờ kia. Nếu đối với các pháp có chấp trước một chút nào thì chẳng thể đến được bờ kia. Vì thế Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nắm giữ tất cả sắc, không nắm giữ tất cả thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tất cả pháp không thể nắm giữ cho đến không chấp tất cả môn đà la ni, không nắm giữ tất cả môn tam ma địa. Vì sao? Vì tất cả pháp không thể nắm giữ Đại Bồ Tát này tuy đối với tất cả sắc thọ tưởng hành thức cho đến tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa, hoặc chung hoặc riêng đều không nắm giữ. Nhưng vì bản nguyện thực hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chưa viên mãn, và vì bản nguyện chứng đắc mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chưa thành tựu, nên trong thời gian đó hoàn toàn không thể nắm giữ tất cả tướng để vào niết bàn. Đại Bồ Tát này tuy có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và có thể thành tựu mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nhưng không thấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và không thấy mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? vì bốn niệm trụ này tức chẳng phải bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo tức chẳng phải tám chi thánh đạo, và mười lực của Phật tức chẳng phải mười lực của Phật, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tức chẳng phải mười tám pháp Phật bất cộng, vì tất cả pháp chẳng phải pháp chẳng phải phi pháp. Đại Bồ Tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy không chấp trước sắc, không chấp trước thọ tưởng hành thức, cho đến không chấp trước 18 Pháp Phật bất cộng, mà có thể thành tựu tất cả sự nghiệp. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quan sát kỹ như vậy, những gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa của ai, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy dùng để làm gì? Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quan sát kỹ pháp nào vô sở hữu bất khả đắc đó là Bát nhã Ba la mật đa ở trong vô sở hữu bất khả đắc chỗ nào cần hỏi. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện. Trong đây pháp nào gọi là vô sở hữu bất khả đắc? Thiện hiện đáp, pháp Bát nhã Ba la mật đa là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp bố thí Ba la mật đa là vô sở hữu bất khả đắc, vì pháp không nội cho đến pháp không, không tánh tự tánh. Này xá lợi tử, pháp sắc là vô sở hữu bất khả đắc, pháp thọ tưởng hành thức là vô sở hữu bất khả đắc, pháp không nội là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp không không tánh tự tánh là vô sở hữu bất khả đắc, pháp bốn niệm trụ là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp tám chi thánh đạo là vô sở hữu bất khả đắc, pháp mười lực của Phật là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp mười tám pháp Phật bất cộng là vô sở hữu bất khả đắc, pháp sáu phép thần thông là vô sở hữu bất khả đắc, pháp chân như là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp thật tế là vô sở hữu bất khả đắc, pháp dự lưu là vô sở hữu bất khả đắc, pháp nhất lai bất hoàn a la hán độc giác là vô sở hữu bất khả đắc, pháp bồ tát là vô sở hữu bất khả đắc Pháp chư Phật là vô sở hữu bất khả đắc, Pháp trí nhất thiết trí là vô sở hữu bất khả đắc, vì Pháp không nội cho đến Pháp không không tánh tự tánh. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể quan sát kỹ các pháp sở hữu đều vô sở hữu bất khả đắc, như vậy thì tâm không chìm đắm cũng không lo lắng ăn năn, không kinh hãi sợ sệt nên biết đại bồ tát này có thể đối với bát nhã ba la mật đa thường không xa lìa khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện do đâu mà biết các đại bồ tát này thực hành bát nhã ba la mật đa có thể đối với bát nhã ba la mật đa thường không xa lìa thiện hiện đáp đại bồ tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sắc lìa tự tánh sắc thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức như thật biết bố thí ba la mật đa lìa tự tánh bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa lìa tự tánh bát nhã ba la mật đa cho đến như thật biết 18 pháp Phật bất cộng lìa tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, cho đến như thật biết thật tế, lìa tự tánh thật tế. Này xá lợi tử, do đó nên biết các đại Bồ Tát này khi thực hành bát nhã ba la mật đa, có thể đối với bát nhã ba la mật đa thường không xa lìa. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, những gì là tự tánh của sắc? Những gì là tự tánh của thọ tưởng hành thức cho đến những gì là tự tánh thật tế? Thiện hiện đáp. Vô tánh là tự tánh của sắc, vô tánh là tự tánh của thọ tưởng hành thức, cho đến vô tánh là tự tánh của thật tế. Này xá lợi tử, do đó nên biết, sắc lìa tự tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức cho đến thực tế, lìa tự tánh thực tế. Này xá lợi tử, sắc cũng lìa tướng sắc, thọ tưởng hành thức cũng lìa tướng thọ tưởng hành thức cho đến thực tế cũng lìa tướng thực tế. Này xá lợi tử, tự tánh cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tướng, tướng cũng lìa tự tánh. Bấy giờ Xá Lợi Tử nói với Thiện Hiện: "Đại Bồ Tát nào học điều này, có thể mau thành tựu trí nhất thiết trí?" Thiện Hiện bảo: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, đại Bồ Tát nào học điều này có thể mau thành tựu trí nhất thiết trí." Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp không sanh thành. Xá Lợi Tử hỏi: Do đâu các pháp là không sanh không thành? Thiện hiện đáp: Vì sắc là không nên sanh và thành đều bất khả đắc, vì thọ tưởng hành thức là không nên sanh và thành đều bất khả đắc. Như vậy cho đến vì thật tế là không nên sanh và thành đều bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử Đại Bồ Tát có thể đối với bát nhã ba la mật đa học như vậy thì gần với trí nhất thiết trí, như như gần cả trí nhất thiết trí. Như vậy, như vậy, được thân thanh tịnh, được ngữ thanh tịnh, được ý thanh tịnh, được tướng thanh tịnh, như như đắc được bốn pháp thân, ngữ ý tướng thanh tịnh. Như vậy, như vậy, không sanh tâm tham, sân si mạng, dối gạt, san tham, kiến chấp tương ưng với tả kiến, đại Bồ Tát này do thường không sanh tâm tham vân vân nên rốt giáo không đọa vào thai người nữ thường được hóa sanh xa lìa cảnh giới hiểm ác trừ khi vì nhân duyên làm lợi lạc cho hữu tình đại bồ tát này từ cõi phật này đến cõi phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn giáo hóa hữu tình làm nghiêm tịnh cõi phật cho đến chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu thường không xa phật này xá lợi tử nếu đại bồ tát muốn được công đức thắng lợi như vậy phải học bát nhã ba la mật đa không được tạm bỏ